em. Dạ, em chào chị. Chị giới thiệu, chị là Miko Lan Trinh, đến từ chương trình Real Life. Đây là Vic phải không? Dạ. Đây là bạn Nhớ. Dạ chị. Bây giờ mới được gặp hai vợ chồng nhưng mà chị có biết thông tin sơ sơ về hai bạn rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình kể cho các thính giả truyền hình biết là hai em gặp nhau sao nè. Hai đứa đi uống cà phê chung với một cái nhóm bạn. Lúc đó thì em lần đầu tiên đi chung với nhóm thôi. Đi uống cà phê gặp nhau. Ghét lắm. Ghét lắm. Không ưa đâu chị. Nhìn nhau là chỉ là không thèm nhìn, không thèm hỏi, không thèm trả lời. Ấn tượng đầu tiên là hay ghét. Hay ghét, nói chung là không ưa. Mà tại sao? Lo cho lớp chóc hay sao? Đúng rồi, cái tuổi bạn ấy thấy nhỏ nhỏ thế nên là không thích nói chuyện. Có đâu. Không, lúc đó em rất là nghiêm túc luôn. Xong bạn này nói là cái mặt của em nhìn nhỏ xíu mà bề đạp giả bộ giống ông cụ non, thế là bạn này ghét. Có nghĩa là đi uống cà phê mà ngồi chung một nhóm hay là hai nhóm khác nhau? Ngồi chung một nhóm. Rồi làm quen hết nguyên cái nhóm đó. Nhưng mà lúc đó là hai bạn mới làm biết nhau. Dạ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ghét nhau, rồi tại sao giờ thành ra như vậy? Thì lúc đó thì em đi học ở bên Malaysia về. Thời điểm đó là mình đi học spa. Cái em về, mà ngay cái ngày đó là ngày thứ hai không biết xui sao á. Học về cái đi nửa đường mà về cái bị trả về nước là không cho con gái Việt Nam nhập ở bên đó. Có nghĩa là đi lần đầu tiên một tháng không sao, đi lần thứ hai là bị đuổi trả. Đi tới nước, đi qua cửa khẩu á không? Đúng rồi, qua rồi. Qua cửa khẩu xong rồi người ta trả về. Trả về, mà trong khi đó đi cùng với sếp luôn đó, bị trả về. Xong rồi lúc đó mình đi về cái điện thoại cho Vít nói là buồn quá hả, uống cà phê đi. Không thấy ai on hết hay sao mà phải gọi ra cả một cái người mà mình ghét. Ok. Rồi. Không hiểu sao mà cái lúc đó trong đầu mình lại nghĩ tới cái người mình ghét không biết. Rồi. Gọi đi uống cà phê. Cái thời điểm đó cũng đi uống cà phê với nhau một lần. Lúc đó em còn thua cái bạn kia không? Dạ hết rồi chị. Là người ta công khai là em out rồi đúng không? Ok. Thì sau khi mà lúc mà nói chuyện với nhau á, thì Vít có nhắn một cái tin. Ê bạn nhớ nè, bây giờ bạn đi hiến máu đi. Ở công ty của mình có một cái chương trình hay lắm, hiến máu nhân đạo. Tại vì bản thân của em á, là rất là thích những làm những cái việc thiện nguyện. Nhưng lúc đó em đã ốm như vậy chưa? Trời ơi em nói, ủa mày suy nghĩ lại, ủa mình ốm cái gì, mình hiến máu kiểu gì. Vui lắm. Xong bạn nói, thôi cứ đi đi, rồi lại đó coi sao. Thế em mới lên công ty. Lên công ty thì lúc đó mình đi rất là sớm. Bạn này nói, ủa cái này nghiêm túc à nhà, đi sớm ha, coi được nè. Như là lấy điểm. Lên xong rồi cái đúng là lúc đó em thiếu 1kg nên là không có được. Bạn Quỳnh Anh thì bản mập chắc được nè ha, rất là vui vẻ phấn khích đi vô, chắc mình được hiến máu đây. Đi vô cũng bị đuổi ra, cười không nói tiếng nào. Ủa sao vậy, mập mà sao lại không được? Các bạn ấy nói là lỡ xăm cái hình rồi cho nên bị đuổi. Ủa có nghĩa là đã hiến máu không được xăm hình rồi. Đúng rồi. Trong vòng 3 tháng tới 6 tháng là không được hiến máu. Cái hai đứa cùng nhau làm công việc rất là quan trọng. Người thì phát dinh dưỡng, phát thuốc. Một người thì phát tiền thưởng. Hiến máu xong rồi phát cái thuốc bổ máu gì đó. Coi như là bây giờ không được đi làm hiến máu thì mình ra mình làm gọi là mình giúp làm công tác luôn. Rồi. Thì lúc đó là bắt đầu có cảm tình chút đỉnh. Oh wow, cũng có nhiều cái duyên duyên với nhau quá ha. Em đi mua một cái con bu đồ á. Thì nhà em thì không có thích là cho nuôi chó. Có nghĩa là em muốn nuôi thì bây giờ em phải tìm người nào đó cổ vũ mình, một cái đồng minh. Thì em để ý bạn này là lúc nào em post hình có chó lên á là bạn này nhào vô comment. Rồi. Thì cho nên là em mới nhắn tin cho bạn này, gửi hình chú chó đó thì bạn này rất là thích, bạn kêu mua đi. Cái em nói là quen tôi đi hả? Không. Tự nhiên từ con chó là em cũng đắn đo lắm. Rồi. Em đắn đo tại vì giờ mua về mà ba mẹ không chịu thì cũng không biết để đâu. Thì bạn này nói là nếu như mà ở nhà ba mẹ không chịu thì đưa qua đây nhớ nuôi cho. Ôi ôi cái cớ cũng hay đó chứ. Mà lúc đó cũng là chưa thích lắm đúng không? Cái gì nó cũng tình cờ. Không, nó bình thường á. Bình thường thôi. Mà bây giờ đẻ ra là nuôi chó chung luôn. Wow. Bạn này thích con chó. Chứ không phải thích em. Bạn này thích con chó chứ không phải thích em. Rồi mua luôn, mua con chó luôn. Mua. Em mua xong rồi về là trong tích tắc là ba mẹ em không chịu rồi. Thì xong em mới đưa nhớ nuôi. Nhắn tin với bạn này là
Bây giờ nhớ làm mẹ, biết làm ba. Trời ơi, cái giai đoạn lạ kỳ chưa yêu mà có con rồi trời. Thì xong rồi bạn này ok, tại vì bạn này thích con chó. Thì cái kiểu là làm mẹ thôi nha, chứ không có làm người yêu nha, này nọ. Thì em lại tưởng là bạn này kêu em cua bạn này đi. Ừ. Wow. Nghe phi lý nhưng mà rất thuyết phục. Rồi thôi nữa em. Thì bạn này thì đẩy, nhưng mà em tưởng bạn này kéo em vô. Ừ. Rồi tối em cũng nhậu xỉn xỉn này, em kêu bạn này thôi quen nha. Bạn này cũng xỉn, cái bạn này cũng không, ừ bạn này luôn. Còn tỉnh. Nói vòng một hồi cái bạn này nhắn chữ ok, câu trả lời đó. Ok, thôi Trinh thấy thì thật sự thì hai người này á là cái duyên nó cứ bổ vào nhau rồi. Nhưng mà đi vòng vòng kiểu cứ kêu không thích nhưng mà chỉ còn đợi thôi, đợi tới lúc chín thôi rồi là quyết định. Cái từ đó cho tới bây giờ là lâu chưa? Dạ cũng tháng 12 này là tròn 1 năm. À, được 1 năm quen nhau thì cũng gọi là từ lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu rồi. Thì trong lúc quen rồi thì có nhiều kỷ niệm vui với nhau không? Em có kể một câu chuyện, đợt đó em đi công việc ở ngoài Hà Nội. Thì lúc đó cũng có sếp lớn, sếp nhỏ đều có đủ hết. Thì sếp mới điện thoại nói là hẹn nhau ở bờ hồ đi, uống cà phê rồi nói chuyện công việc luôn. Thì sáng sớm ra ăn phở, bắt đàn ra, ăn đó là chạy ra ngồi một tí xíu. Trong thời gian mình đi lo bộ trên đường đi ra quán cà phê thì bạn này thấy người ta chạy cái xe đạp mà chở rất là nhiều hoa. Mãi này lãng mạn nha, mua hoa màu tím mới chịu á. Trời, mua bó hoa màu tím chạy tăng lại tặng. Sao mình đi nói chuyện với sếp mà ông này đi tặng hoa thiệt, mình cảm thấy mình không. Thí dụ như có hai đứa đi chơi với nhau thì tặng được, cái này mình cảm thấy mình ngại á, cho nên là em không có vui. Em không có vui, cái mặt không vui, không vui. Còn ông này thì thật sự lúc đó Vít á mặt xì xuống luôn. Ủa mình lãng mạn mà riết rồi làm tại vì em không nhớ là đang đi với sếp. Tại vì đơn giản là lúc đó mình ra Hà Nội mà mình thấy cái xe đẩy ra như vậy, nó là một cái gì đó rất Hà Nội đúng không? Đúng rồi đó chị, rất là Hà Nội luôn. Có cái phần lần nào nữa không? Còn nhớ lần nào nữa không? Kiểu là quê quê á chị. Có quê quê không? Thì cũng ngay lúc ở Sapa, là lúc đó đi Hà Nội Sapa. Thì là sáng là chụp hình cưới, xong rồi chiều đó là ngày chụp hình cưới, là hai em chụp hình cưới à? Dạ đúng rồi. Thì ngay chiều đó là kỷ niệm quen nhau. Thì em hẹn với dì ruột của bạn này là lên phòng, còn bạn này thì ngồi nói chuyện với mẹ của bạn này ở dưới trong khách sạn á. Thì lên là em hỏi bong bóng rồi xếp hình trái tim này nọ, xong rồi mới bí mật kêu bạn này lên mở cửa vô. Dì bạn này thì cầm máy quay, cái là cũng đình đính đen mặt đờ luôn. Ủa sao, là lúc đó là sao nữa, sao mà họ cũng không có vô được kỳ vậy? Không vô đâu luôn chị. Sao vậy? Cũng đang công việc hả hay sao? Không phải, nhưng mà em thấy mắc cười mà không biết sao cái mặt em lúc nào cũng nghiêm. Ủa nhưng mà lúc này mà các bạn khán giả thấy không, bây giờ lúc này mặt của Nhớ rất là giãn, rất là thoải mái, nhưng mà mỗi lần mà cứ vô cái chế độ lãng mạn là em đơ hả? Đúng rồi. Đúng rồi, mỗi lần mà vô cái chế độ lãng mạn là em có cái cảm giác gì đó nó. Vậy là cũng có cái phong cách này luôn hả ta, cũng có những tuyết người như vậy luôn hả ta? Wow, cái này thú vị quá. Bây giờ có thời gian riêng để tâm sự với bạn Vít ha. Chị thấy là em thì có phong thái cũng thoải mái, rồi chắc cũng phải có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, tình trường chứ đúng không? Kể sơ sơ cho chị nghe về quá khứ được không? Thì mấy tuổi là mình thấy mình đặc biệt? Em thì từ nhỏ là lúc mà em còn học mầm non á. Mầm non luôn? Mặc đồ con trai rồi. Rồi tới lúc nào là em bắt đầu có bạn gái đầu tiên? Có bạn gái đầu tiên thì nếu như mà nói chính thức thì là năm em học lớp 7. Là lúc đó bạn gái em học chung lớp á hay sao? Chị đó ở sát bên nhà em. Chị? Trời, toàn sát chị không à? Nhưng mà chị đó lớn em 10 tuổi. Wow! Lớp 7 là 14 tuổi là quen 24 luôn. Phải có năng khiếu gì lắm nè mà mối tình đầu mà dữ dội vậy ta? Thì em biết đâu, chắc là... Nhưng mà lãng mạn là từ nhỏ rồi. Là vì cái sự lãng mạn đó của em mà chinh phục chị đó. Quen nhau lâu không? Quen cũng khoảng 1 năm. Ủa rồi gia đình em hoàn toàn ủng hộ sao? Không, gia đình em phát hiện ra thì ngăn cản. Tại vì hai nhà sát bên nhau, chị đã làm ở cái nhà sát bên nhà em. Thì tối thường hẹn lên trên sân thượng á để nói chuyện.
ba mẹ em thì tối em ngủ cũng hay vô phòng coi con ngủ chưa hay là chơi điện thoại này nọ, thì phát hiện không thấy em đâu, thấy em ở trên sân thượng. Bắt đầu là phát hiện ra thì không có cho quen nữa. Rồi cái tụi em thôi không quen nữa. Bên nhà chị đó cũng không cho, thế là chị đó bỏ nhà đi. Trời ơi, chị bỏ nhà đi thì khi mà em liên lạc được lại với chị á, thì chị được một cái bạn khác cũng trong giới như thế này này, nhưng mà bạn đó là cỡ cỡ tuổi chị ấy. Rồi cho đến sau này thì năm lớp 10 em cũng không ăn một lần nữa. Mẹ cũng không chấp nhận, nhưng mà cũng không nói gì. Nhưng mà mẹ rất là buồn. Nhưng mà nguyên một khoảng thời gian đó thì em cũng làm con gái để cho ba mẹ vui lòng hay sao, có không? Không chị, tầm từ lớp 10 cho đến lớp 12 thì em để tóc ngắn. Giống như bây giờ. Tới năm lớp 10 là bắt đầu quen lần hai hả? Có mối tình thứ hai hả? Nói chung là em có rất là nhiều mối tình. Nhưng mà có những cái nó sẽ gây ấn tượng thôi. Tức là hiện tại thì ấn tượng nhất với em là ba mối tình. Thì là mối tình đầu là với chị đó. Và một cái mối tình là cái trong cái lúc mà em làm con gái vào năm em 18 tuổi. Trong cái lúc em làm con gái là cái lúc đó là lúc sao nữa em? Đó là vừa thi đại học xong. Thì ba mẹ cũng sợ là ở Sài Gòn nhiều thứ á, thấy em ham chơi á, nên cũng không muốn em đi học. Bởi vì nhà thì có sẵn để kinh doanh rồi, cho nên là thôi, ba mẹ nói thôi con ở nhà đi, phụ gia đình. Lại thêm nhiều vấn đề nữa thì em quyết định là nghe theo lời ba mẹ. Em cạo đầu và em để lại tóc dài. Có nghĩa là hình thức cạo đầu là để đổi, bỏ đi, gột rửa, đúng rồi. À, cái con người cũ. Nhưng mà từ đó là mình nuôi tóc dài ra. Wow, là cũng phải đi từ đầu ra như vậy. Đúng rồi. Ồ, rồi thì có nuôi được không? Có chị. Sau đó là vẫn không làm được. Và quen một chị. Và nói chung là nghe sơ qua như vậy là thấy là Viết là một người rất là đào hoa. Nhưng mà cuối cùng bây giờ á, thì đã tìm được với người vợ của mình rồi. Và cảm thấy là đây là bến đỗ chưa? Em thấy đây là bến đỗ rồi chị. Đó là một cái điều mừng. Thì ở vợ của em, bạn nhớ bây giờ thì em thấy còn cái gì để mà mình cần phải cùng nhau thay đổi với bạn để có một cái tương lai ổn định hơn không? Lúc trước thì bạn nhớ hay suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà em biết chắc chắn là khi mà bạn vào cùng làm việc với môi trường với em á, thì đã giúp được cho bạn suy nghĩ tích cực lên nhiều lắm rồi. Và giúp cho sức khỏe của bạn cải thiện nhiều rồi. Thì chỉ muốn là mấy cái lúc mà mình lãng mạn thì bạn hợp tác tí. À, mong muốn bạn lãng mạn hơn, hoặc là không lãng mạn thì hợp tác với em, chứ cũng không cần gì bạn phải lãng mạn. Kiểu giả bộ bất ngờ cũng được mà. Cái đó dễ mà, muốn giả bộ bất ngờ với em. Ok. À, nhớ nè, bây giờ mình mới có dịp ngồi nói chuyện riêng với nhau. Thiệt ra thì trong câu chuyện lúc nãy khi mà mình trò chuyện ba người ấy, thì chị cũng có thấy em nói sơ sơ về mối quan hệ trước của em. Xong rồi có những cái câu chuyện buồn. Cũng nghe nói là trong thời điểm hiện tại thì cảm xúc nó tới với mình, nhưng mà mình lại phản ứng bằng cái sự đơ đơ. Thì mới đầu nghe thì cười, chọc. Nhưng mà chị thấy hình như là nó cũng là một phần của hậu quả từ chuyện buồn trong quá khứ, có đúng không? Thực ra thì khi mà một người trải qua nhiều thứ, nói chung là người ta sẽ mất cảm xúc. Chị hình dung là mối quan hệ trước với người trước của em là mối quan hệ rất tồi tệ hả? Có lẽ là đó là cái gì đó nó mù quáng của em. Đó là mối tình đầu của em. Đúng rồi, thì thật ra thì cũng có nhiều cái lời cảnh báo. Nhưng mà em nói thật sự nha, nếu mà để nói là yêu á thì thường là mù quáng. Tại vì mất hết lý trí rồi người ta mới gọi là yêu. Chứ nếu mà khi mà em gặp Viết bây giờ em từ chối. Tại vì em muốn là giữ cái tình bạn rất là đẹp. Chưa bao giờ em có một cái tình bạn đẹp như vậy. Nghe Viết nói là Nhớ ơi, em cho mình một cơ hội nữa đi. Cho mình một cơ hội để làm lại một cuộc sống khác. Biết đâu chừng cuộc sống khác em lại thay đổi thì sao? Có nghĩa là Viết đó là làm mọi cách để em hòa nhập với cái môi trường của Viết. Có nghĩa là em rất là biết ơn Viết và rất là biết ơn những cái con người ở trong công việc của Viết đã làm cho em thay đổi được cái suy nghĩ của mình. Ngày xưa em là một người rất là tiêu cực,
Chị biết là em sau một cái khủng hoảng đó em phải dùng thuốc trầm cảm một thời gian dài. Cụ thể là khủng hoảng vì sao? Có nghĩa là khi mình yêu thì người ta nói gì mình cũng nghe đó. Em, tình cảm của em đã đặt vào bất cứ một cái người nào đó rồi, chỉ có họ thôi. Thì ai nói gì mình không quan tâm. Nhưng mà họ làm cái gì? Nhưng mà cái mà em muốn là xây dựng, củng cố cuộc sống của hai đứa. Thì bạn ấy thì với em nó khác nhau về tư tưởng, nhưng mà mình vẫn cứ phải yêu. Đến một cái giai đoạn là họ ghen rất là nhiều. Ghen bất chấp, ghen không cần biết là cái người đó là cái gì thân thuộc của em. Cho nên là trong khoảng thời gian là hơn 3 năm ở trong cái điện thoại của em không có một cái người bạn. Thôi kệ, bây giờ ghen thôi, mình cũng không muốn liên lạc làm gì, mình cũng không muốn là cãi vã nhau. Cắt đứt mọi mối quan hệ. Em cắt đứt mọi mối quan hệ. Kể cả anh bạn này, dòng họ bà con của em cũng không nói chuyện nhiều nữa. Có nghĩa là em biệt lập, chỉ có họ mà thôi. Nhưng mà đó là một cái điều tồi tệ nhất của em. Khi mà biết được rằng là sau lưng những cái cuộc ghen đó thì họ phía sau đó là họ đã có người mới mà em lại không biết. Cái đó là một cái gì đó nó sốc với mình. Có nghĩa là mình sống thật lòng, mình chân thành hết mức, nhưng mà mình nhận lại cái đó thì mình cảm thấy rất là sốc. Và em bị khủng hoảng và phải uống thuốc trầm cảm. Nó cũng ảnh hưởng đến gia đình của em. Tại vì em phải trải qua rất là nhiều thứ để cái người đó về nhà, để mẹ yêu thương. Mẹ rất là yêu thương người đó. Nhưng mà cái nỗi đau không phải là em bị tổn thương nhiều, mà nỗi đau là làm cho mẹ em đau. Với mối quan hệ mà mình vừa mới bị khủng hoảng thì mình rất là sợ. Nhưng mà coi như là vì nhiều lý do như là em đã chia sẻ, vì sự tích cực của Vic làm cho em mở lòng ra và em quyết định tin thêm một lần nữa. Nhưng mà nó cũng có những cái ảnh hưởng nhất định. Đó là khi mà Vic muốn lãng mạn với em thì em cũng chưa có hòa vào được. Lúc đó cảm giác thực sự trong lòng em là gì? Thật ra là trong lòng vui, mà sao mà biểu hiện ra mà gọi là mình cho người khác nhìn thấy thì không thấy. Giống như cái gì đó, giống như cái giai đoạn mà em đã dùng thuốc á, nó giống như là nó kìm lại. Giống như một con lắc á, mình kéo cái vui rất là nhiều. Cái mình, khi mình buồn, mình cũng buồn khủng khiếp luôn. Cho nên là em muốn cái giai đoạn của mình là vui vừa phải, nhưng mà buồn hạn chế thôi. Còn về cái vấn đề mà muốn lãng mạn á, thì bây giờ em nghĩ là chính em có nên tập để thể hiện một cái gì đó với Vic, để cho thấy là mình cũng bắt đầu trở thành một cô gái lãng mạn, yêu chồng của mình. Có chứ. Rất là nhiều lần muốn lãng mạn đó chứ. Nhưng mà em chưa bao giờ làm, cho nên là cũng muốn làm một cái điều đều gì đó. Tại vì em biết á, là Vic là một người rất là lãng mạn. Nhưng mà từ hồi mà quen em tới giờ, giống như là Vic nói một câu nè: em ơi, từ hồi quen em tới giờ á, anh đứt mất cái cọng dây lãng mạn rồi. Bây giờ em có mong muốn gì là muốn nhờ chị hoặc là về chương trình của mình sẽ hỗ trợ em để thể hiện ra sự thay đổi của em vào thời điểm này không? Thật ra là từ trước tới giờ em không lãng mạn. Nhưng mà ít nhất trong một đời thì cũng phải có một lần em làm điều gì đó cho Vic. Rồi, mời các em. Ta da da la. Thấy sao? Thấy sao? Đây đây đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Thấy sao? Đẹp không? Đẹp quá. Rồi, ngồi đi. Đêm. Vậy là mình cũng có một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau rồi đó chứ, kiểu mà cũng thân thiết lâu rồi ha, chứ nhiều khi á gặp nhau nhiều mà dễ gì được các em mở lòng để tâm sự biết bao nhiêu chuyện từng cá nhân của các em, mà chị cũng cảm thấy là rất là yêu quý cặp đôi mình. Nên Miko Lan Trinh và chương trình Real Life cũng có một món quà tinh thần muốn gửi tặng đến hai em để mình coi và mình nhớ cái kỷ niệm ngày hôm nay ha. Đây là món quà do mẹ của Nhớ gửi đến cho hai bạn. Mời hai bạn lắng nghe. Giờ mẹ cũng biết nói gì hơn chứ. Mẹ cảm ơn con Quỳnh Anh đã trao món quà sức khỏe đến cho con gái của mẹ. Thì giờ mẹ mong hai đứa con gái sống tốt để mà
trao ra bên ngoài nhiều cái giá trị tốt đẹp cho xã hội. Thì giờ mẹ mong hai đứa con gắng cố gắng làm sao cho thật tốt trong công việc, và mẹ chúc hai con được nhiều hạnh phúc. Cảm ơn chị và chương trình rất là nhiều. Cảm xúc của em rất là bất ngờ. Em rất là bất ngờ luôn. Khi mà chị thấy bác nhắc tới món quà sức khỏe thì em thì run run cảm động. Còn Vic thì lúc đó em có cảm giác sao? Khi mà mẹ nhắc đến cái đó thì em thật sự rất là biết ơn cái công việc hiện tại của em. Không những giúp đỡ được cho gia đình của mình mà còn giúp đỡ được cho rất là nhiều người khác nữa. Và nhờ công việc này nên hai đứa em có thể gắn kết được với nhau hơn. Và sức khỏe của mẹ càng ngày càng tốt hơn. Trong cái lời chúc là mẹ mong muốn hai con là giữ cái tiến độ này để có thể làm tốt hơn nữa, gặt hái được thêm nhiều thành quả hơn nữa và luôn luôn đẹp trong mắt của mẹ và trong mắt tất cả mọi người, đúng không? Chị cũng mong, chị cũng từ chương trình và mong là các em sẽ làm được cái lời chúc này của bác ha. Rồi, cảm ơn chị. Uống nước đây. Thì hiện tại thì em cảm thấy là khá là hài lòng. Tại vì mình cảm thấy là mình đầy đủ mọi thứ rồi. Và trước giờ anh luôn tặng hoa cho em. Thử một lần em tặng hoa cho anh thử xem là cảm giác anh như thế nào. Cảm ơn mình xã. Nhưng mà ở trên đó có một cái điều rất là đặc biệt á. Đọc được không? Cũng lâu rồi em chưa thổ lộ với anh về chuyện tình cảm hai đứa. Em muốn cảm ơn anh bấy lâu nay đã luôn yêu thương em. Cảm ơn anh đã giúp em vượt qua căn bệnh mà tưởng chừng như em sẽ chết ở đó. Chính anh đã giúp em hòa nhập lại với cuộc sống hiện tại. Trước đây có vài lần anh tổ chức bất ngờ cho em. Em phải ngứng làm anh không vui. Không phải vì em không thích, mà là em muốn mọi thứ nó thật đơn giản và ấm áp, còn hơn là những thứ cầu kỳ. Nhân chương trình, em muốn một lần thổ lộ tình cảm với anh. Và em cũng muốn nói với anh rằng... Nói sao? Em yêu anh rất nhiều. Đến đây thì chị chúc cho Vic là nhớ, sẽ nhớ mãi những cái kỷ niệm này. Và như lúc nãy em có nói với chị, đừng phủ nhận cái đám cưới, đừng có dùng bất cứ một cái lý do gì hết. Em ngồi tâm sự một hồi xong cái em nói, nhưng sâu thẳm trong lòng em là em muốn bạn bên này, tí nữa để tự bạn nói. Nhưng mà chị thấy là cũng tới lúc rồi đó, mình nghĩ tới một cái để mình đừng có lo sợ cái gì hết. Mình thấy đây là tình yêu và nó chín mùi rồi. Thì chị chúc các em hạnh phúc. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chị rất nhiều.